Hướng dẫn tháo lắp bình xịt kem ProMix. Bước 1. Xả hết kem còn thừa trong bình ra. Bước 2. Tháo ống chứa bình ga. Lưu ý phải xả hết cả ga ra, tránh trường hợp khi mở nắp nó sẽ bị nổ. Bước 3. Tháo cúc nắp bình kem. Bước 4. Tháo ống ra kem. Bước 5. Tháo van xịt kem. Lưu ý thao tác đồng thời bóp tay van và xoay đầu van ra. Bước 6. Tháo đầu ra kem. Lưu ý trên đầu ra kem có hai gioăng cao su trong suốt, tránh để bị mất.